sát thủ mạnh nhất được chuyển đến thế giới khác cùng với cả lớp của mình phần 2. sau trận chiến với bốn con quái vật thật sự kanzaki cũng hiểu ra được muốn trở về phải thật sự ra tay không nhân từ mình phải trở về thế giới của mình hình ảnh bản thân vui vẻ chơi đùa bên cạnh ông xuất hiện trong đầu cô mình vẫn chưa đáp lại công ơn của ông vì đã nuôi mình lớn đến bây giờ mình thật sự muốn cho ông thấy mình đã trưởng thành thế nào và làm ông hạnh phúc cá là bây giờ ông đang buồn lắm điều này có lẽ đã thôi thúc cô nàng trở nên mạnh mẽ hơn nỗi nhớ giữa chừng bị cắt đoạn bởi tiếng gọi của Kai ta sẽ đi tiếp à lỡ lạc thì sao Kanzaki không quay đầu lại, chỉ nói một câu, đi thẳng thì là kiểu gì? Kai không đồng ý, nếu đó là suy nghĩ của cậu thì cậu đang đánh giá thấp khu rừng này rồi. Kanzaki đang nhớ ông mình, lại cứ bị Kai làm phiền đến phát bực, nên lớn tiếng, im đi được không? Nói xong cô lại liếc nhìn Kai ở phía sau, cậu ta tự mãn đến kỳ dị, người này bị gì vậy? Kai bắt gặp ánh mắt nhìn lén của Kanzaki thì lên tiếng, sao, cậu không nên nhìn chằm chằm vào người khác đâu. Kanzaki chột dạ quay đi chỗ khác, tiếp tục đi. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, a, à, Kanzaki nhanh chóng nhận ra Mới nãy là giọng của Hashimoto, Kai cũng nghe thấy nó, hình như cô ấy gặp rắc rối, ta phải làm gì đây? Kazaki không suy nghĩ đã lập tức nói, đương nhiên là đi giúp rồi, lời này làm Kai có đôi phần giật mình nói, cậu tốt thế. Kazaki nghĩ tên này đang cười nhạo mình thì nhíu mi, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Đi thôi. Nơi khác, tiếng thét vừa nãy thật sự là của Hashimoto, cô vừa bị một thứ gì đó tấn công đến mức ngã mạnh xuống đất đầy đau đớn. Narumi đi cùng gọi lớn tên cô, Hashimoto, cậu ổn chứ? Hashimoto nén đau ngồi dậy, đáp lại một câu, tớ ổn cứ chạy đi narumi nhanh chóng chạy lại chỗ cô tớ không thể bỏ mặc cậu ở đây lời vừa dứt thì một bóng đen to lớn đã che khuất ánh nắng chỗ hai người con gấu khổng lồ đó vẫn đang vươn móng vuốt to lớn về phía hai người đột nhiên bàn tay đang vươn lên của con quái vật dừng lại kèm theo đó là âm thanh ra lệnh của kanzaki nghe đây quái vật đứng im đôi mắt narumi như bừng sáng không tin mà lớn tiếng gọi kanzaki cảm ơn vì đã giúp bỏ tớ kanzaki không có thời gian trả lời hắn chỉ thấy cô nhăn mặt lại tệ rồi đây tôi không thể giữ nó như vậy được lâu Cai lúc này cũng đi đến bên cạnh mọi người, ánh mắt lại nhìn đến Kanzaki, đúng như mình nghĩ, sức mạnh của Kanzaki có hiệu quả khác nhau tùy vào mục tiêu, nghĩ xong, cậu nói với Narumi, "Narumi, Hashimoto còn sống không?" Narumi ngước lên, hơi dừng lại một chút rồi trả lời Cai, "Cậu ấy đang đau đớn, nhưng vẫn còn thở." Cai bảo, "Vậy thì cõng cậu ấy và ra khỏi đây bây giờ đi." Narumi nào đồng ý được việc này nói, "Không, tớ có thể giúp." Cai nhắm vào điểm yếu của đối phương nói, "Cậu sẽ bỏ mặc Hashimoto như vậy sao?" Narumi nhìn sang hơi thở thoi thóp của Hashimoto, không chịu được nữa, đành nghe theo Kai đứng lên, cõng người đi, "Xin lỗi, tớ giao lại cho hai cậu." Trước khi đi, Kai nói, "Hãy nhờ giúp đỡ khi cậu thấy Midu hoặc Leonora." "Được, giải quyết ổn thỏa cho hai người bạn học." Giờ đây cậu mới nhìn đến con quái trước mặt, để xem, vấn đề là con này, nhìn một lúc, cậu kích hoạt đánh giá, nhanh chóng một bảng kết quả đã hiện ra, "Chủng loài gấu thiết giáp chủng đột biến, tuổi 10, giới tính đực, tấn công B, phòng thủ A, nhanh nhẹn C, sức bền C, mana F." tình trạng kích động bị thống trị bị điều khiển khả năng không có xem xong vài đánh giá của nó thì cậu cũng kết luận được vài vấn đề chỉ số cao thật đặc biệt là phòng thủ lông của nó trông cũng cứng rắn mình không nghĩ đòn tấn công của mình có thể phá hủy được đâu lại nhớ đến một thứ khiến cậu phải dừng lại đó là chủng đặc biệt cậu không biết chủng đặc biệt là gì còn chưa tìm ra được chân tướng thì giọng của kanzaki đã yếu ớt vang lên tôi không giữ thêm được nữa con quái vật giờ đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích nó gầm lên dữ dội cai nói cậu đã câu đủ thời gian rồi hãy chạy thôi Kanzaki có hơi bất ngờ, cái, cái gì, được, nhưng chưa bước được bước nào, cô đã ngã quỵ xuống, cái gì, xin lỗi, tôi không di chuyển chân được nữa. Con quái vật lúc này cũng đã bắt đầu di chuyển, mục tiêu của nó là Kanzaki, cai chửi trong lòng một tiếng, tệ thật, rồi lấy trong túi ra một trái bơm khói, nơi này nhanh chóng bị một làn khói bao phủ, không nhìn ra thứ gì xung quanh. Qua một hồi, Kanzaki mới định thần, phát hiện bản thân đã tự bao giờ được cai bế trên tay nấp sau một thân cây, cô ngây người hả một tiếng, cai lập tức nhắc nhở, yên lặng, nó sẽ nghe thấy đấy. Sau đó, cậu cũng buông người kia xuống kanzaki mới nhỏ giọng hỏi khói vừa nãy là gì vậy cai không buồn quay sang nhìn cậu chăm chăm quan sát con quái vật ngoài kia mà trả lời chỉ là bom khói thôi tôi làm ra trong lúc các cậu đang huấn luyện nói rồi trong đầu lại cười cười lời nói dối của bản thân đương nhiên là nói xạo rồi mình có sẵn vài thiết bị trên người trước khi bị triệu hồi vì không có nhiều nên mình không muốn dùng bừa bãi quả thật bên trong áo khoác có đầy đủ súng dao ngắn đạn khói đây là cái các cậu gọi là thiết bị cơ bản của sát thủ đột nhiên kanzaki lên tiếng tôi xin lỗi sao lại xin lỗi tôi là người nói chúng ta nên đi giúp họ nhưng thành ra lại tự giúp mình cai không nhanh không chậm đáp lại không cần phải xin lỗi tôi sẵn sàng nghe lời cảm ơn của cậu rồi đây kazaki mặt cũng đỏ lên mạnh miệng nói được thôi cảm ơn cai không chịu để mặt mũi cho con gái người ta gì hết cậu còn bồi thêm mấy câu nếu cậu luôn nhu mì như vậy chắc là mọi người sẽ mến cậu lắm lời này làm kazaki lỡ miệng mà nói lớn hả à, không phải tôi lời chưa nói hết đã bị cai nhắc nhở lần nữa đừng để tôi nhắc lại lần nữa yên lặng kazaki chỉ đành nhịn đến đỏ mặt Cô cũng tiến đến bên cạnh góc cây, nhìn con quái vật đi đi lại lại. Giờ cậu muốn làm gì? Tôi nghĩ ta nên chạy đi. Cai nêu ý kiến, không, có vẻ không cần đâu. Bên ngoài, con quái vật dừng bước chân lại, nhìn đến một vài người vừa đến. Đó là đám Midu. Midu là người lên tiếng trước. Ngươi là con quái vật đã tấn công Narumi và những người khác. Giờ ngươi sẽ đấu với ta. Nói rồi, cậu ta cũng lấy vũ khí thần vệ của mình ra, kích hoạt gươm diệt quỷ. Ánh mắt kiên cường đấu với thứ to lớn kia. Hai bên trông có vẻ ngang tài ngang sức. Dù quái vật có kích cỡ vượt trội hơn hẳn Midu nhưng khả năng chiến đấu của Midu cũng không phải hạng tầm thường. Midu là người ra tay trước, cậu ta vung kiếm về phía quái vật, quái vật cũng đồng thời gầm lớn lao về phía đối phương, với khả năng di chuyển nhanh nhẹn của mình. Midu chỉ dùng vài đường đã chém được một ít máu của quái vật, nhưng chỉ là một ít, vì vốn dĩ bộ da của nó không phải bình thường. Rena thấy kiếm không làm con quái vật hề hấn gì, cô nhanh chóng bước lên, tung một ngọn lửa đỏ rực. Shuuji tránh ra bỏng đấy, ngọn lửa mạnh mẽ tiến về phía quái vật, phút chốc một đám lửa lớn bùng lên vây quái vật bên trong. Rena vui vẻ cười đắc ý với thành quả mình tạo ra, làm sao mà chịu đựng được, Midu không nhịn được khen đồng đội một tiếng, hay lắm, Rena. Nhưng còn chưa vui được bao lâu, con quái vật như bất tử mà chui ra từ đám lửa, nó tức giận gầm lớn, đôi mắt đỏ ngầu như ma quỷ mà nhìn đăm đăm bọn người Midu. Rena mở to mắt, không tin mà quát lớn, không thể nào, Midu vẫn bộ dáng điềm tĩnh như mọi ngày, cậu ta trần an Rena, bình tĩnh, Rena, đòn tấn công của cậu nhất định đã có tác dụng, nó di chuyển chậm hơn lúc nãy rồi. Âm thanh trầm tĩnh, kiên định hữu lực vang lên đều đều khiến người nghe cũng phải chú ý hơn vài phần. Midu ra lệnh, hãy bình tĩnh lại và cùng nhau giết nó thôi. Được chứ? Rena cùng với người còn lại đồng thanh đáp, được, đã hiểu. Nói rồi cả ba nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Nào đâu hay biết, phía xa có một thứ đang nhìn bọn họ mà đắc ý. Rồi chỉ còn vấn đề về thời gian thôi. Gã chính là cựu sát thủ ác quỷ Delphis. Delphis quan sát tình hình phía dưới, trong lòng vui vẻ. Có lẽ lúc này gấu thiết giáp không thể hạ chúng được. Sự tiến bộ nhanh của chúng và trên hết, sự bình tĩnh của chúng vô cùng ấn tượng rồi gã Talia mắt đến Midu, đặc biệt là nó. Dù đây chỉ là nhiệm vụ trinh thám, nhưng đến lúc đổi kế hoạch rồi, mình sẽ kết liễu chúng tại đây. Ngay khoảnh khắc này, Midu chém một đòn mạnh mẽ xuống người con quái vật, máu tươi của nó lập tức văng khắp nơi, Midu hét lớn, đến lúc kết liễu rồi, cùng lúc đó, Delphis cũng nhẩm trong đầu, ghi nhớ bài học này đến thế giới tiếp theo nhé, cậu trai. Phía dưới, dây kế tiếp, Midu đâm thanh kiếm của mình xuyên qua tim của gấu thiết giáp, Delphis nụ cười ngày càng sâu, càng quỷ dị thời điểm ngươi mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất trên đời là lúc ngươi tin rằng ngươi đã giết kẻ địch ngay thời khắc gã chuẩn bị kết liễu Midu thì một con dao ngắn kề ngay ít hầu gã khiến cho gã phải dừng lại nói từ khi nào hóa ra người đến là cai cai ánh mắt có đôi chút giống delphis đều đỏ như màu máu cậu không nặng không nhẹ nhả ra vài câu lạnh buốt rằng lúc mày mắc phải sai lầm lớn nhất là ngay khi mày giết kẻ địch delphis không cách nào chống cự lại được đành buông con dao trên tay mình xuống giơ tay muốn đầu hàng gã nói ta sẽ ghi nhớ trong đầu là hàng vạn câu hỏi sao nó có thể lẻn ra sau mình không quan trọng hơn mình phải tìm cách để thoát nhanh nhưng ý nghĩ này như đã bị cai nhìn thấu giây tiếp theo gân ở hai chân gã đã bị cắt đứt toàn bộ gã đau đớn ngã xuống đất dù vậy cai vẫn không muốn tha cậu kề dao đến cổ gã rồi dặn dò cố đừng hét to quá hai ta không muốn mít đu và những người khác nhận ra mày đâu cậu thẳng thắn nói ra điều mình muốn tao sẽ hỏi mày vài thứ nếu này thành thật trả lời tao sẽ thả mày đi đeo phít sắp chết đến nơi nhưng vẫn mạnh miệng còn khuyên nhé ngươi là thằng chó nào cai cũng trả lời tò mò của gã tao là người sống trong bóng tối Người đến từ thế giới khác, dù đã bắt được tên này, nhưng cai cảm thấy không đúng lắm. Sự hiện diện mình cảm thấy lúc nãy rất rùng rợn, nhưng có phải là do tên này không? Giờ cũng không phải lúc quan tâm lắm. Cậu lại mở lời, tao biết bọn ta đã bị quan sát, mặc dù mày nấp mình khá tốt. Vì vậy tao đã dùng Midu và những người khác và đợi đến khi mày ló mặt ra. Delphus khó khăn mở miệng, vậy ra ngươi đã để ý đến ta từ ban đầu. Cai nói, bọn tao chưa đến thế giới này lâu, nên tao cần thông tin. Vì vậy mày phải nói hết mọi thứ mày biết về ác quỷ. Lời này không biết có gì vui. Delphis đột nhiên phá lên cười nhạo. Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? Gã đột nhiên co giật một cái, rồi vô lực ngã xuống. Cai vẫn không bỏ cuộc. Thành thật trả lời sẽ dễ dàng hơn đấy, trừ khi mày muốn biết thế nào là địa ngục. Delphis vô lực đáp. Đừng đánh giá thấp ta thằng nhãi. Nói rồi hắn cắn thứ trong miệng. Mọi thứ phút chốc tối đi. Cơn đau lan dần ra mọi tế bào. Gã đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết, rồi tắt thở. Cai bị hành động này làm cho cả kinh. Mày. Máu vẫn tuôn ra khỏi thất khiếu gã. Cai chỉ tức giận mắng một câu. chậc. Vậy ra nó có mang theo độc. Chúng đã có kế hoạch cho trường hợp này quân đội của chúa quỷ mình nghĩ chúng còn phức tạp hơn mình nghĩ đột nhiên một bảng thông báo hiện lên khiến cậu chú ý chưa đọc được chữ gì đã bị tiếng gọi yếu ớt bên cạnh lôi về shizukun kanzaki ớn lạnh hỏi đó là người chết à cai đưa ánh mắt chứa sắc khí sang nhìn người con gái đến không đúng lúc này cai tiếp tục cất giọng hỏi kanzaki cậu quan sát từ lúc nào kanzaki mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi cái xác dưới đất cô run rẩy đáp từ lúc người đó ở dưới đất cai chậm chậm giải thích tên này là sát thủ của quân đội quỷ giọng kanzaki vẫn còn run rẩy quân đội quỷ sao cai ừ một tiếng rồi cũng giải thích thêm con quái vật gấu đó từ sớm đã là con tốt của tên này rồi lúc nagas và những người khác bị quái vật tấn công cũng do tên này mà ra kanzaki không thể tin được mà mở to mắt ý cậu là họ đang cố gắng giết ta cai nhìn đến sắc của delphis nói rõ ràng là quân đội chúa quỷ sẽ cố gắng giết ứng viên anh hùng mà kanzaki nhắm mắt thở dài cậu nói đúng tôi ngây thơ quá nhưng làm thế nào cậu lại có thể phát hiện được sát thủ mấy người kia có ai phát hiện ra đâu ánh mắt cai có phần sắc bén nhưng cũng có mấy tia do dự chắc là không còn lý do gì để giấu diễm nữa nghĩ kỹ càng rồi cậu cũng nói thật gia đình tôi hành nghề sát thủ nên tôi nghe mùi này cũng làm việc giống tôi kazaki lần thứ ba chịu đả kích trong cùng một ngày quá nhiều thông tin đáng sợ đến cùng một lúc nên khó tránh khỏi kích động mà nói lớn sát thủ cậu đang nói gì thế cai chắc cũng đoán được phần nào cô sẽ phản ứng như thế này nên cậu cũng không ép người ta tin tin hay không thì tùy nhưng xác chết dưới đất là thật kazaki đưa ánh mắt sợ hãi hướng về phía cai cai cũng cùng lúc đó lên tiếng cảnh cáo kazaki đừng kể ai về cái cậu vừa thấy Lớp đã bắt đầu lung lay vì tình trạng của Hashimoto, Kanzaki có sợ đến mấy cũng phải chấp thuận thôi, được thôi. Nói rồi, cô còn bồi thêm vài câu, cậu tốt bất thường đấy, tôi không nghĩ cậu lại quan tâm đến bạn cùng lớp. Cai tháo nón chùm đầu xuống, dùng giọng của người từng trải nói, họ không giống tôi, họ chưa từng chiến đấu. Lời của Cai dừng ở đây, cậu chậm rãi lia mắt đến người phía sau, thông trị của Kanzaki, có thể sẽ hữu ích trong tương lai. Cuối cùng, hai người cũng đi đến nơi tập trung với các học sinh khác, mọi người đang bao vây lấy Hashimoto, xem tình trạng của cô, Người ngồi bên cạnh Hashimoto là học sinh số thứ tự 34, Honno Shiori, thần vệ hồi phục. Shiori đưa tay về phía vết thương của Hashimoto, rồi chậm rãi đọc thần chú: "Làm ơn hãy khỏe lại đi." Một thứ ánh sáng vàng ấm áp từ tay cô tỏa ra, nó bao lấy những vết thương của Hashimoto. Shiori chậm rãi di chuyển bàn tay, nơi bàn tay đi qua, vết thương cũng biến mất theo. Các bạn học nhìn thấy cảnh này đều khen ngợi thật kỳ diệu. Narumi lo lắng đi lại hỏi Shiori: "Cậu nghĩ sao? Honno-chan, Hashimoto sẽ ổn chứ?" Siori từ tốn nói: tớ nghĩ cậu ấy sẽ hồi phục trong một tiếng nữa nghe vậy narumi thở phào một hơi thật tốt quá cậu đỉnh thật đấy midu con đó mạnh dữ thần luôn đằng xa ba người midu đi lại nơi này midu lên tiếng đúng vậy nhưng tớ có rena và những người khác sánh vai lúc này kai vẫn như cũ thu mình ở một nơi ít người chú ý nhìn tôi làm gì câu này là nói với kanzaki dù kai nhắm mắt nhưng vẫn biết được có người nhìn lén mình kanzaki quay ngoắt đi chỗ khác không vì lý do gì cả bấy giờ giọng nói của leonora vang lên các cô cậu có vẻ các cậu đã làm được nhỉ đám học sinh quay sang nhìn hai người vừa đến leonora san gái asan narumi mặt bắt đầu nhăn lại mở miệng hỏi từ nãy đến giờ các người ở đâu kỵ sĩ đáp bọn ta không đi đâu cả việc của ta là quan sát các cô cậu câu trả lời này làm cho narumi tức điên lên vậy sao lại không giúp chúng tôi kỵ sĩ vậy mà vẫn thản nhiên nói lúc nào cũng cứu các cô cậu thì luyện tập chẳng có tí hiệu quả nào midu cũng hiếm khi dùng giọng chất vấn người khác mà hỏi đến gái asan cậu ấy đã suýt chết đấy sao ông lại kỵ sĩ nghiêm túc nói đẩy số phận đến bờ vực của cái chết là một phần căn bản của cuộc tập dượt thực tế từ giờ trở đi đó là cách các cô cậu chiến đấu đừng vội buông ra những lời phàn nàn nhu nhược một học sinh bất bình lên tiếng đáp trả đó không phải cái tôi nói không phải ông nói là ở nơi này chỉ toàn quái vật yếu thôi ư leonora bấy giờ mới lên tiếng vậy thì hẳn là do sát thủ ác quỷ lời này làm đám học sinh đều ngơ ngác sát thủ ác quỷ leonora tận tình giải thích gấu thiết giáp đáng ra không sinh sống trong khu vực này có lẽ tên đó thực hiện nhiệm vụ do thám để xem thử sức mạnh chiến đấu của ứng viên anh hùng kỵ sĩ cũng góp lời nếu vậy thì có khả năng nó đang nấp đâu đó ngay lúc này đúng vậy ta phải tăng cường phòng thủ nói rồi leonora lại đưa ra lời nhắc nhở giờ đây bọn ta sẽ tăng độ khó huấn luyện với mức độ hiện tại thì cô cậu sẽ chết hết một học sinh khó khăn mở miệng hỏi tăng độ khó còn khó hơn cái này chừng này có khó thấy sợ rồi mà chúng ta đều sẽ bị giết hết sao midu không giữ được bình tĩnh thường ngày nữa cậu lớn tiếng leonora san thật vô lý mọi người đã cảm thấy lung lay sau trận chiến đầu tiên rồi ấy vậy mà leonora vẫn cười cười bảo nghe thì vô lý nhưng cậu của hiện tại sẽ chết chắc nếu không làm theo ta bảo lời này làm midu sợ xanh mặt arashi sasuke nãy giờ mới lên tiếng đầu tiên cô lôi đầu bọn này tới đây và giờ lại ra lệnh cho bọn này hắn còn chưa bước đi nữa thì kỵ sĩ đã chặn hắn lại trước ta sẽ nói theo cách này để cậu hiểu cô cậu đều là con tốt của leonora sama đừng bao giờ nghĩ cô cậu có thể làm trái lời của ngài ấy tất cả mọi người đều đồng loạt hốt hoảng arashi tức điên lên vì câu nói vừa nãy cậu ta muốn sông lên may chán sống thèm chết chứ gì nhưng midu kịp thời cản lại bình tĩnh Arashi quay sang mặt nhăn đến khó coi nói với Midu, sao mày còn bình tĩnh được thế? Midu chỉ có thể bất lực giải thích, nghĩ cho kỹ, nếu ta không vâng lời họ, đất nước của họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Kỵ sĩ gật gù nói, ấn tượng đấy, cậu nắm bắt tình hình rất nhanh, đừng lo, cô cậu đều là con tốt vô cùng quan trọng, bọn ta sẽ không làm gì xấu nếu cô cậu cư xử phải phép. Arashi lại cười cười lên tiếng, đất nước của họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta à? Đem nước mày tới đây, vừa nói xong, cậu ta tung một nắm đấm về phía kỵ sĩ, chết đi. Chỉ phút chốc mọi nơi đều chìm trong mưa bụi bởi thần vệ kích hoạt bộc phá, cứ ngỡ kỵ sĩ không có phòng bị sẽ bị một đòn này làm cho tan tành, nhưng cậu ta đã đánh giá thấp người này, ông ta đã nhanh chóng nhảy ra ngoài trước khi đòn đó được giáng xuống, "Arasi đắc ý, ha, thật đáng thương hại." Lời vừa nói xong, một cơn gió như xé toạc màn mưa bụi lao thẳng về phía Arasi, liên tiếp những cú đánh mạnh mẽ giáng xuống khiến cậu ta không kịp đáp trả chỉ có thể ngã xuống đất. Màn này bị cả lớp đều nhìn thấy, người thảm hại ở đây phải là chính cậu ta mới đúng, kỵ sĩ vẫn đứng sừng sững ngay đó, ánh mắt sắc bén nói: đây là cấp độ sức mạnh của cô cậu bây giờ, sau đó ông ta cùng với Leonora quay người bỏ đi, từ ngày mai sẽ càng ngày càng khó, chuẩn bị tinh thần đi. Sau khi hai người bỏ đi thì đám bạn mới dám tiến lên đỡ Arashi đứng dậy, ánh mắt Arashi không vì đau mà tối đi, cậu ta nghiến răng nhìn theo hướng hai người kia vừa đi, con chó đó, tao nhất định sẽ giết nó. Một ngày sau buổi diễn tập quân sự đầy khắc nghiệt, Leonora dẫn theo Steady cùng đến gặp mọi người, Steady có vẻ là người luôn mang năng lượng tích cực, anh ta niềm nở bắt đầu chủ đề, theo lệnh của Leonora-sama, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho buổi tập hôm nay phải nhắc lại cho mọi người nhớ, đây là nhà nghiên cứu quái vật Steady đã gặp ở chương 4. Giới thiệu xong thì anh ấy nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi, nghĩ lại thì, tôi nghe nói một trong số các em bị thương ngày hôm qua, hiện tại họ ổn chứ? Hashimoto lên tiếng, nếu như anh đang nói về em, hiện tại em đã ổn sau khi sử dụng phép hồi phục của cô ấy, như anh có thể thấy. Steady đưa tay chỉ một người khác, và tên ngốc kia cũng vậy, người được chỉ là Arashi, cậu ta mặt mày cao có, hư một cái quay đầu đi không quan tâm. Steady thôi không nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu nghiêm túc, giờ thì tôi sẽ giải thích buổi luyện tập hôm nay cho các em anh ta dẫn mọi người đến trước một căn cứ sau đó chỉ dẫn đây là cơ quan nghiên cứu của tôi tôi sẽ để mọi người chiến đấu với quái vật ở đây ngày hôm nay Midu có một vài thắc mắc có nghĩa là có quái vật trong tòa nhà ạ Steady bỗng nhiên hóa thành conan đẩy gọng kính của mình thần bí nói sẽ nhanh hơn nếu tôi cho các em thấy sau đó cánh cửa cơ quan cũng mở ra trong dãy hành lang tối om đi một chút đã đến nơi có rất nhiều lồng sắt trong hệt như trại giam vừa vào một chút mọi người đã nhìn thấy quái vật đầu tiên goblin yêu tinh càng vào trong những con quái vật ngày càng mạnh như là sắp xếp theo cấp độ ly ra vồ quái vật thần lằn ô quái vật khổng lồ các nữ sinh có phần sợ hãi khi đi ngang qua con quái vật màu đỏ này steady giới thiệu chúng như những nghiên cứu vĩ đại của mình tất cả đều là những quái vật được nuôi cho công trình nghiên cứu của tôi leonora cũng bồi thêm phải viện nghiên cứu của cậu steady là một nơi hoàn hảo để sử dụng cho các buổi huấn luyện steady vui vẻ nói tiếp tôi cũng rất vui vì có thể thu thập được dữ liệu chiến đấu từ các quái vật một đường hành lang này càng đi vào ai cũng có cảm giác bản thân thật sự đang đi vào địa ngục không thể ra ngoài được nữa rồi. Như vậy, buổi diễn tập chiến đấu bắt đầu, Hạng Gia Kỳ là người đầu tiên lên sân đấu, bằng những khả năng chiến đấu tích lũy của mình. Cô nàng đã đánh được khá lâu với quái vật khổng lồ, tuy nhiên đòn quyết định vẫn chưa tìm được cơ hội, ở một nơi khác, cai một người chỉ được giao nhiệm vụ xem sách ở thư viện. Thì giờ đây đương nhiên không phải xuống sân đấu như mọi người, cậu đứng một góc trên khán đài nhìn xuống sân đấu, tất cả mọi người đều bình tĩnh một cách ngạc nhiên. Cho dù họ bị ép đột ngột phải chiến đấu, tôi đoán trải nghiệm ngày hôm qua đã có tác động lớn đến họ, dù sao thì, tôi đoán là họ vẫn có một chút sợ hãi. Lúc này, bên trong sân đấu, Hạng ra đã bị quái vật đánh trong một đòn gục xuống đất, cô nàng đau đớn chật vật đứng dậy, không kiềm được mà hít một hơi thật sâu. Quái vật giờ đây như kẻ khát máu, nó gào lớn đi từng bước mạnh mẽ về phía cô, Midu trên khán đài lo lắng, cậu ta đứng lên nói với Steady, Steady San, con quái vật này quá mạnh với cậu ấy. Steady quay đầu sang nhìn cậu, anh ta vẫn vui vẻ như thường ngày mà mở miệng nói, tôi không nghĩ vậy, hơn nữa, Leonora Sama nói tôi cần phải thật nghiêm khắc với các em. Nói xong câu đó, ánh mắt anh ta lại rời xuống sân đấu, Nhìn đến bóng dáng kiên cường của Hạn Zaki rồi nói đôi lời sâu xa, "Và hình như em có đôi chút nhầm lẫn, các ứng cử viên anh hùng, với thần vệ của em, không nên thua một con quái vật với đẳng cấp đó." Quả thật là vậy, Hạn Zaki không hề bỏ cuộc dễ dàng thế, cô nàng tức giận nói, "Bực mình thật." Kèm sau đó là một màn lửa cháy phừng phừng xuất hiện, chẳng biết Hạn Zaki dùng cách gì, ngọn lửa thật sự rất mạnh mẽ, nó lao đến bao vây lấy quái vật khổng lồ, quái vật đau đớn chỉ có thể tuyệt vọng gầm lớn, steady trên khán đài âm thanh vẫn vang lên đều đều. Điều quan trọng nhất trong cuộc chiến chính là ý chí. Dù sao thì những cái này đáng ra phải dễ với các em, nguyên nhân duy nhất em cảm thấy như vậy không phải bởi vì em lo lắng hay chần chừ. Midu chứng kiến rõ ràng sự xoay chuyển tình thế của Hanzyi dưới sân đấu, giờ đây ánh mắt cậu không giấu được ngạc nhiên cùng bừng tỉnh, nó có thực sự tạo ra một sự khác biệt không? Steady càng vui vẻ khi thấy cậu học trò này tiếp thu không tệ. Ó, nếu như em gia tăng cấp độ của thần vệ, em có thể tạo ra nhiều biến thể khác của thần vệ ấy. Lúc này, một người bước xuống chỗ hai người bọn họ, theo đó là một giọng nói quen thuộc. Về việc đó, Midu, Midu có hơi giật mình xoay người lại. Shin có chuyện gì sao? Cai ngước mắt lên, rõ ràng trong mắt đang ở chế độ sử dụng thần vệ đánh giá. Theo suy đoán của tôi, cậu có một thần vệ mới, bảng đánh giá hiện ra trước mắt Cai và chỉ có mình cậu mới có thể thấy thứ này. Kỹ năng thanh kiếm tiêu diệt quái vật, thần vệ cấp 2, thần vệ tấn công quái vật kamikaze cấp 1, kỹ năng đấu kiếm cấp 4, một thần vệ mới. Midu sau khi nghe xong lời của Cai, tinh thần chiến đấu cũng tăng lên đáng kể, ánh mắt cũng không còn mông lung nữa. Cậu cất giọng hỏi, "Steady San, em có thể thử nó không?" Steady phấn khích động viên, "Đương nhiên rồi, đó là mục đích của buổi diễn tập mà. Một lúc sau, Midu đã đứng dưới sân đấu, đối diện vẫn là con quái vật khổng lồ giống của Hanzaki, tuy nhiên cậu ta không hề nao núng cũng như run sợ. Cậu chậm rãi lấy ra thanh kiếm thần vệ của mình, chẳng mấy chốc, ánh sáng xanh lam lóe lên, một màu sắc hoàn toàn mới, kích hoạt thanh kiếm tư diệt quái vật, cùng với tấn công quái vật Kamikaze. Sau khi thanh kiếm đã hiện rõ, Midu cũng vào thế sẵn sàng chiến đấu, phía quái vật thì có chút buồn cười. Nó đứng chân tại chỗ không nhúc nhích, có vẻ nó sợ hãi khí thế của người trước mắt. Midu cũng nhận ra điều này, sao vậy, ngươi sợ sao? Nhưng sau buổi diễn tập hôm qua, cậu biết được, trên chiến trường thì không có bạn, chỉ có sống hoặc chết, Midu không chần chừ nữa mà trực tiếp xông lên, "Xin lỗi, nhưng ta sẽ không nương tay đâu, tiến lên." Cậu ta với kỹ thuật chiến đấu của mình, lướt gió sẽ sóng mà bay đến chỗ quái vật, từng nhát từng nhát đâm xuống dọa quái vật phải không ngừng lùi lại, nhưng rất nhanh một tay của nó đã bị Midu chém đứt. Qua thêm 2,3 đường kiếm nữa, con quái vật chẳng có thể đánh trả lại đòn nào, chỉ có đau đớn mà gào lên. Midu thừa thắng xông lên, đi cùng vùng kiếm, qua một hồi gió tanh mưa máu, đầu quái vật cuối cùng cũng rơi xuống quá nhanh điều này làm cả đám học sinh đều phải kinh diễm mà đồng loạt đứng lên cảm thán cai trên khán đài xem thấy tất cả trong đầu cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ với tình trạng như vậy cậu ta sẽ không còn gặp khó khăn với sự phòng thủ của gấu thiết giáp mình tự hỏi liệu suy đoán của mình có chính xác và tạo ra một thần vệ mới cho mình không nghĩ xong cậu đưa mắt nhìn sang arasi đang ngồi phía trước nhìn lại thì mình có thể nhận ra có người đang có một thần vệ mới bảng đánh giá lần nữa hiện ra tên arasi su sử kế tuổi 17, giới tính nam tấn công b phòng thủ b sức chịu đựng c sự nhanh nhẹn b sức mạnh hệ thống c sự dài hạn bình thường kỹ năng thần vệ tiêu diệt cấp 2, thần vệ lựu đạn cấp 1, võ thuật cấp 3. dù sao thì mình không nên đến và nói với cậu ấy như vậy chúng ta có thể mở rộng sức mạnh của thần vệ mình đoán mình không thể chỉ dựa vào kỹ thuật cũ của mình ở thế giới này mình cũng phải trở nên tốt hơn cuối cùng sau một ngày tập giật mệt mỏi màn đêm cũng đã buông xuống chăng sao nơi này phá lệ đẹp đẽ hơn thế giới cũ vài phần Bây giờ trong một căn phòng chứa nào đó mọi người của Arasi đang tụ tập lại bàn bạc chuyện gì đó. Narumi nhíu mày nhìn về phía Arashi mà hỏi lại lần nữa, cậu nghiêm túc đấy à? Arashi, Arashi ngắn gọn đáp, đúng vậy, rồi ánh mắt cậu ta lại trở nên hung hăng tàn bạo. Nghiến chặt răng mà nói, đầu tiên tôi sẽ giết gái át, sau đó tôi sẽ trói Leonora và bắt bà ấy nói cho tôi biết cách trở lại thế giới của chúng ta. Các đồng đội khác nghe đến đây thì vui mừng ra mặt, một trong số họ lên tiếng, vậy nghĩa là chúng ta sẽ rời khỏi thế giới quái quỷ này. Cậu bạn khác vui đến nổi tay chân cũng cô quào loạn xạ, chúng ta cũng sẽ không phải lo lắng về việc bị gọi tới đây một lần nữa nếu chúng ta giết Leonora. Arashi như đã nắm được hơn phân nửa số lòng tin của người trong căn phòng này. Cậu ta lia mắt đến nhìn Narumi đang đứng ở góc, hợp tác với tôi. Narumi, cậu cũng chán ngán thái độ của họ mà phải không? Narumi có phần do dự hỏi ngược lại, cậu nghĩ cậu có thể thắng không? Arashi hiếm thấy nhỏ giọng đàm phán với Narumi, chúng ta sẽ có cơ hội nếu như cậu hợp tác với chúng tôi. Narumi cắn răng đấu tranh trong đầu mình, mình biết đó là cách để trở lại thế giới cũ, nhưng giết người vẫn nghe thật sai, nhưng lúc này trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh của ngày hôm qua. Sự đau đớn của Hashimoto, sự bất lực của bản thân trước gấu thiết giáp mà không một ai đến cứu cuối cùng vẫn ra quyết định được tôi sẽ hợp tác với cậu lại một ngày mới đến mọi người cũng dần tiếp nhận việc bản thân phải trở nên mạnh hơn mới có thể tồn tại ở thế giới này ngày ngày đều tập luyện chăm chỉ cho dù đó có là lúc sáng sớm hay đêm muộn midu lại càng không phải người không chăm chỉ cậu ta đang miệt mài luyện kiếm muốn ngày một hòa hợp với cây kiếm mới của mình từng đường kiếm đánh ra đều mang theo một lực mạnh mẽ vô cùng cai đứng ở xa xem một lúc cũng lên tiếng cậu làm việc chăm chỉ quá midu nghe tiếng thì quay lại shizukun bởi vì tôi vẫn còn yếu nên tôi phải trở nên mạnh hơn cai không nghĩ như vậy ánh mắt chăm chú nhìn người trước mắt tôi nghĩ cậu đã có thể đánh bại một nửa số hiệp sĩ ở đất nước này midu khiêm tốn và vốn dĩ cậu ta cũng không hề tự đắc xíu nào gương mặt cực kỳ nghiêm túc nói vẫn chưa đủ tôi không thể đánh bại gái asan tôi cần trở nên mạnh hơn nữa đủ mạnh để có thể bảo vệ tất cả mọi người cho dù có chuyện gì xảy ra cai thấy mình nói cũng chẳng được lợi ích gì nên đành chuyển sang chủ đề chính midu cậu nghĩ sao về leonora và gái Át?" midu vừa tiếp tục luyện kiếm vừa trả lời Tôi biết họ muốn sử dụng chúng ta như những con tốt trong cuộc chiến của họ. Với lại tôi không nghĩ họ nói dối khi họ nói sẽ không làm gì chúng ta nếu chúng ta nghe lời họ. Cai nghe ra trong lời nói của Midu có ý gì? Vậy ý cậu là cậu sẽ đặt cược tính mạng của mình và chiến đấu cho đến khi chúa quỷ bị hạ gục. Midu bây giờ cũng dừng không tập kiếm nữa, trong mắt như có hào quang, ánh nhìn kiên định này có lẽ chỉ mình cậu có được, nó rất quyết tâm. Đúng, tôi đã quyết định như vậy. Sau đó cậu ta nhìn đến thanh kiếm trong tay mình tiếp tục nói, nhưng tôi sẽ là người duy nhất phải chiến đấu. Tôi sẽ trở thành anh hùng của đất nước này và đánh bại chúa quỷ đó là lý do vì sao tôi cố gắng thỏa hiệp và chắc chắn mọi người sẽ sống an toàn cai hiểu cậu hiểu được suy nghĩ của midu nhưng nó có chút miễn cưỡng một ý tưởng hay nhưng cậu có nghĩ leonora sẽ chấp nhận không midu bỗng siết chặt thanh kiếm trong tay sau đó đưa nó lên tôi sẽ vung thanh kiếm này và chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý đây chính là dáng vẻ của một anh hùng thật sự sao đang nói giờ thì giọng của leonora cắt ngang hôm nay mọi người làm việc tốt lắm midu xoay người lại quả nhiên người đến là leonora cùng với kỵ sĩ steady vui vẻ chạy đến chào hỏi leonora sama Leonora cười đáp lại sau đó nhanh chóng vào chủ đề chính. "Steady, cậu sẽ chịu trách nhiệm cho các ứng viên anh hùng khi chúng tôi không có ở đây." "Vâng, tôi sẽ không làm các vị thất vọng." Hagi bắt lấy trọng điểm của câu nói, cô nàng lên tiếng, "Khi các người không có ở đây, các người đi đâu sao?" Leonora mỉm cười, nhìn về phía bên này đáp, "Đúng vậy, chúng ta sẽ đi xa một vài ngày. Đó là lý do vì sao ta nhờ Steady trông coi các cô cậu trong thời gian này." Nói rồi bà ta cùng với kỵ sĩ nhanh chóng rời đi. Steady ở một nơi không ai chú ý, nở một nụ cười kỳ lạ nhưng nó cũng nhanh chóng rơi vào quá khứ mà không một ai hay biết. Một lúc sau, hai người nữ hoàng và kỵ sĩ cũng đã xuất phát đi. Kỵ sĩ cưỡi ngựa vừa trò chuyện với người bên trong, cô có nghĩ đây là một ý kiến tốt không? Leonora trong xe điềm đạm hỏi ngược lại, sao ông lại nói như vậy? Gái át bên ngoài đã không còn giữ bình tĩnh như thường ngày, ông ta có hơi cho mày, làm ơn đừng giả ngờ nữa. Cậu nhóc tên Arasi đang có mưu đồ gì đó? Leonora chậm chậm nhấp tách trà vừa pha, bà ta uống xong đặt nó xuống rồi mới thong thả đáp, phải, có thể là một cuộc nổi loạn chống lại chúng ta. Kỵ sĩ chăm chú nhìn đường phía trước, ánh mắt cũng đã sầm tối vậy lúc đó cô định làm gì leonora cười đến vui vẻ thích thú nhìn khung cảnh bên ngoài tôi đang tò mò không biết chúng sẽ làm gì cứ để chúng như vậy đi kỵ sĩ có vẻ như không hề đồng tình với lời này Mày đã nhíu đến không thể chặt hơn đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm phía trước ta biết là chúng đang phát huy thế mạnh nhưng chúng vẫn là ứng viên anh hùng có thể rất khó xảy ra nhưng nếu chúng cố gắng chống lại chúng ta thì leonora vẫn lạc quan như mọi ngày nhưng lời nói ra thì không hề kiên kỵ điều gì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu hơn nữa chúng không thể đánh bại tôi không bao giờ kỵ sĩ rốt cuộc không nhịn được nữa liếc mắt vào nhìn người ở trong xe lời nói có phần lo lắng đúng vậy nhưng bà ta cười cười tiếng từ trong xe phát ra vang đến bên tai kỵ sĩ ông không nghĩ chúng ta có thể dùng nó như một cơ hội à tách trà trên tay vì đường gồ ghề mà lắc lư sóng sánh bà ta nhìn nó rồi nói tiếp phải tôi đang nghĩ đến việc thành lập một hệ thống cấp bậc rốt cuộc lần nữa đôi mắt màu hổ phách ấy cũng mở ra nó không như dáng vẻ tươi cười thường ngày của bà ta nó tà mị và nham hiểm lời nói sau đó cũng bỗng chốc hóa nên lạnh buốt khi đó chúng ta sẽ phá nát cuộc nổi loạn này và bẻ những chiếc răng nanh của chúng một lần và mãi mãi nhưng rất nhanh dáng vẻ luôn mỉm cười như mọi ngày lại khôi phục không có một chút uy hiếp nào bà ta vui vẻ ngắm nhìn thiên nhiên bên đường tôi có thấy một vài chuyện đáng ngờ đang diễn ra nhưng tạm thời cứ để chúng như vậy trong thời gian này trời lại tối rất nhanh đêm nay là ngày rằm ánh trăng cũng sáng hơn những ngày khác phía bên dưới là thân ảnh cai đang ở trong một khu rừng nhìn dáng vẻ lướt như bay của cậu chắc hẳn là đang giết quái vật để luyện tập quả nhiên dây sau cậu ta đã lấy từ trong túi ra một con dao nhọn một phát nhắm chuẩn mà phóng nó về phía sau gáy của quái vật máu tươi bắn tung tóe một con quái vật thần lần bị giết chết Kai lẩm bẩm vậy là mình mất 13 giây để giết một con quái vật ở cấp độ này ngay sau đó cậu kích hoạt khả năng phán đoán tên Shinjukai. tuổi 17, giới tính nam tấn công b phòng thủ f nhanh nhẹn b sức mạnh c sức mạnh hệ thống e tình trạng bình thường kỹ năng thần vệ đánh giá cấp 2, thần vệ phát hiện điểm yếu cấp 1, ám sát cấp 5, kỹ thuật dùng dao cấp 5, kỹ thuật ném cấp 5, cải trang cấp 5 cai suy tư nhìn bảng đánh giá một hồi lâu mình nghĩ mình đã lên cấp khi giết tên sát thủ quỷ đó vấn đề là làm sao mình sử dụng thứ này vừa nhắc đã có thứ để thử nghiệm xuất hiện phía sau sông đến là một con quái vật khổng lồ nó nhe răng nước dãi chảy khắp nơi đang tung một cú đấm hướng về phía cai nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình cậu thành công né được đòn tấn công của nó quái vật khổng lồ sao con quái vật phát hiện mục tiêu đã nhảy sang nơi khác thì nó cũng nhanh chân chạy đến cai nhanh chóng dùng ám khí một lần ba cái quăng về phía quái vật tưởng chừng nó sẽ đau đớn mà gầm lên nhưng không ám khí của cậu không thể xuyên qua được lớp da của nó nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được bình tĩnh mình đoán đây là thời điểm lý tưởng để thử kỹ năng mới của mình nghĩ xong cậu một cước phóng lên cao kích hoạt nhận diện điểm yếu rất nhanh kết quả đã hiện ra có một vòng tròn sáng khoanh ngay gáy của quái vật cai lần nữa đạp đất nhảy lên cao cậu chỉ dùng một con dao dài một phát ném về phần gáy của con quái vật kia quả nhiên một giây sau máu tươi chảy ra ồ ạt quái vật giống lên sau đó ngã gục xuống cai đi lại nhìn xác quái vật nằm bất động cuối cùng cũng hiểu được vậy là kỹ năng đó cho phép mình thấy được phần yếu nhất trên cơ thể quái vật hiểu rồi vậy ra đây là nhận diện điểm yếu cai nhìn đến bản thân mình tự nhủ không hẳn là một kỹ năng tệ nhưng vẫn chưa đủ mình cần nhiều hơn để có thể sống sót ở thế giới này đôi tay nắm chặt lại sự quyết tâm hơn bao giờ hết lại hiện diện trong đôi mắt màu tím mình cần phải mạnh hơn nữa video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn